Vâng, xin cô chúng em xin kính chào tất cả các quý khách. Trước mắt các bác đây là mẫu bàn ghế phòng khách mẫu Âu Á Trương Voi tay đặc 112 chất liệu bằng gỗ hương đá của Nam Phi nhé các bác nhé. Bộ gồm 6 món, một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn ngồi. Và hàng cực kỳ là dày dặn, hàng khuôn tranh 4 ván 2 phân. Vách bộ chiếc đoạn em đục tùng trúc quốc công an, trưng cho 4 mùa thịnh vượng nhé các bác nhé. Mặt bàn này em đục chống đồng đây, bốn góc là hoa là tây, toàn bộ vách là đục cây nhé, cây tùng trúc quốc mai, trương là trương voi. Hoàn thiện cực kỳ là sắc nét đây các bác đây, từng nhánh bông quốc mai nhé các bác nhé, tỉa toát cực kỳ là kỹ càng. Hàng này hàng bên em làm hàng hoàn thiện kỹ các bác nhé, cực kỳ là kỹ, với giá chỉ có 43 triệu đồng thôi các bác ạ. Và bên em có vận chuyển hàng toàn quốc và miễn phí vận chuyển 100 km. Xưởng em thì ở làng nghề đồ gỗ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Có nào cần có trực tiếp xưởng em giao lưu đặt hàng nhé. Đây vân gỗ hương đá tự nhiên rất là đẹp, đằng trước hoàn thiện đẹp như đằng sau, đẹp hơn cả đằng sau nha các bác nhé. Có nào yêu thích mẫu bàn ghế này thì liên hệ ngay bên cơ sở em, số điện thoại là 0961263533. Và đều có ngăn kéo nhé các bác nhé. Đấy, bác nào mua hoàn thiện bên em tặng luôn cả kính bàn, kính đôn dày 1 phân, kèm miễn phí vận chuyển 100 km. Hàng đục chuyện chuyện dây ở cỏ ghế đây các bác nhé, đẹp lắm.